hàng trăm người đã thành công và bạn sẽ là người tiếp theo. Không có ngon ăn như vậy đâu. Bên Duy đã hướng dẫn hơn 1.000 người trên đất nước Việt Nam này khởi nghiệp với mô hình bánh mì này. Nhưng hiện tại bây giờ chỉ còn 50% số người đó thành công. Thì tỷ lệ ở đây là 50-50. Cũng đã có hàng trăm người thành công và cũng đã có hàng trăm người rời bỏ cuộc chơi. Sau 10 năm kinh doanh của Duy thì Duy đúc kết ra một điều: ai là người kiên trì hành động tới cùng, luôn luôn tìm cách học hỏi cải tiến thì người đó sẽ là người chiến thắng. Anh em nhá, nhớ kiên trì làm tới cùng.